Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tin tức người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử nghệ sĩ ưu tú Linh Huệ. Linh Huệ tên đầy đủ Phạm Thị Thanh Huệ, sinh năm 1973 tại Thái Bình, là một nữ diễn viên sân khấu và truyền hình Việt Nam. Linh Huệ nổi tiếng ngay từ vai diễn đầu đời là hậu Shiza trong bộ phim dài tập Gió qua miền tối sáng của đạo diễn Phạm Thanh Phong năm 1998. Linh Huệ hiện đang công tác tại nhà hát kịch Hà Nội, sinh ra và lớn lên tại thị xã Hòa Bình. Hòa Bình năm 1989, cô nữ sinh Phạm Thị Thanh Huệ đang học lớp 12 thi và trúng tuyển vào đoàn kịch nói Hà Tây. Linh Huệ có nét đẹp thôn nữ pha sơn cước, dáng mảnh mai, đôi mắt hiền và giọng nói thuần hậu. Vẻ đẹp ấy cùng với sự nỗ lực diễn xuất đã giúp cô có được những thành công trong các thời kỳ hồi diễn sân khấu với 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Nghệ sĩ Linh Huệ là gương mặt nữ nổi tiếng nhất của kịch Hà Tây. Tháng 3 năm 2007, chị được bổ nhiệm là phó đoàn kịch nói Hà Tây khi đoàn trở thành đoàn 3 của kịch Hà Nội. Tháng 8 năm 2008, Linh Huệ tiếp tục đảm nhiệm vị trí phó đoàn. Không những chỉ thành công trong những vai diễn trên sân khấu, Linh Huệ còn được ghi nhận qua những bộ phim truyền hình. Chị tham gia đóng vai bộ phim Gió qua miền tối sáng với vai hậu Shiza. Linh Huệ được khán giả bình chọn và nhận giải của tạp chí sân khấu năm 1999. Thời gian gần đây, cô tham gia bộ phim Bánh đúc có xương, một nhân vật là người quê ra thành phố muộn màng và trắc trở đường chồng con. Sau đó chị còn nhận đóng vai Hà với thẩm phán Nguyễn Quang Minh trong bộ phim Thẩm phán, một bộ có nhiều diễn viên nổi tiếng tham gia, rất đông người xem. Các phim từng tham gia: Gió qua miền tối sáng, vai hậu Shiza, chủ tịch tỉnh, vai Hồng, ngôi biệt thự màu tro lạnh, vai Hạnh, là mẹ, vai Thùy, những người chiếu bóng, ngã ba thời gian, gió đại ngàn, thái sư Trần Thủ Độ, cảnh sát hình sự, tên sát nhân có tài mở khóa, bánh đúc có xương, thẩm phán, vết trượt, sinh tử, cô gái nhà người ta, những ngày không quên, tháng năm dữ dội, đừng bắt em phải quên, hãy nói lời yêu, hoa tị muộn. Linh Huệ có chồng và 2 con. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.